Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay trong video này Ngọc Anh sẽ quay gửi tới quý khách hàng một căn nhà vô cùng hợp lý với diện tích nhà trên sổ đỏ là 39m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt. Vị trí nhà cách với lại đường ô tô chỉ 50m, đặc biệt từ vị trí ngôi nhà cách bến xe Nghĩa 3km, cách với ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 3km thôi mọi người ạ. Cách cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương là 2km, rất gần với lại công viên âm nhạc, gần với khu đô thị Đô Nghĩa. Và thông số nhà thì cực kỳ đẹp nha mọi người. Mặt tiền của ngôi nhà là 3,5m, chiều sâu là 12,5m, hướng nhà là hướng Đông Nam vô cùng mát. Và với cái căn nhà này, quý khách hàng chỉ phải chi trả 500 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong vòng 25 năm với lãi suất là ưu đãi nhất nha mọi người. Quý anh chị nào hiện tại đang có cái tầm tài chính 500 triệu tiền mặt mà phải đi thuê nhà thì hãy cân nhắc ngay ngôi nhà này của Ngọc Ánh nha mọi người. Đó, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, hỗ trợ sang tên ngay lập tức với khách hàng có nhu cầu. Ngõ trước nhà là 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 50m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng, từ tầng 2 của ngôi nhà là xây đua ra nha quý vị. Lên trên tầng 2 của ngôi nhà, phòng ngủ rất là rộng. Mặt tiền của ngôi nhà đây toàn bộ là đã được ốp đá granite và thiết kế cửa chính gồm 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, đảm bảo tính an ninh, an toàn và thẩm mỹ cho ngôi nhà. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh vào khám phá căn phòng khách của ngôi nhà ở tầng 1 nha. Theo hiện trạng của ngôi nhà cũng như trên video này Ngọc Ánh review rất là chân thật thì ngôi nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay lập tức. Bởi vì sao ạ? Toàn bộ ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong đầy đủ về các vật liệu xây dựng cũng như là hoàn thiện về phần sơn, gạch lát nền, phần trần thạch cao, hệ thống đèn chiếu sáng, thiết bị điện, thiết bị nước đều đã được hoàn thiện đầy đủ, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Với những cái vị trí căn nhà này thì là sổ đỏ riêng biệt chính chủ từng căn, giấy phép xây dựng từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước thiết kế theo từng căn nha mọi người. Với những cái căn nhà liền kề này thì Ngọc Ánh chia sẻ với quý khách hàng như sau: xây dựng là hình thức liền kề, còn tường riêng, móng riêng, cột riêng nha quý vị. Mọi người mua nhà yên tâm ạ. Và cái giá chào bán cụ thể của căn nhà này chỉ 1,6 tỷ đồng thôi. Hiện tại với căn nhà này, thông số giá bán hiện tại đang là thấp nhất của khu vực này. Vị trí cụ thể: phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nha mọi người. Phòng khách đây, như mọi người có thể nhìn thấy, hệ thống trần thạch cao được lắp đặt đầy đủ, đèn led chiếu sáng âm trần, chủ đầu tư để sẵn móc quạt trần ở phía phòng khách và phòng bếp cho quý vị rồi. Gạch lát nền kích thước 60-60. Đó, cửa nhà đây, cửa chính của ngôi nhà đây. Với ngôi nhà này mặt tiền 3,5m cũng rất là rộng, rất là thoáng. Và hướng Đông Nam thì quý vị biết rồi, mùa đông thì ấm, mùa hè thì cực kỳ mát. Phần phòng khách và phần cầu thang, chủ đầu tư có làm một cái bức tường để ngăn cách ở đây. Thì cái bức tường này đã được ốp gạch thẻ lên trang trí rất là đẹp mắt nha mọi người. Nói chung với cái căn nhà này Ngọc Ánh quay thì nó không quá xuất sắc, nó không quá cầu kỳ. Tuy nhiên càng đơn giản thì một số khách hàng lại càng yêu thích. Bởi vì sao ạ? Để khách hàng có thể nhìn trên video, khách hàng đã có thể ngắm sẵn cho mình những cái vị trí để đặt những cái đồ nội thất ở trong nhà rồi nha mọi người. Tiếp theo, mời quý khách hàng vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Chắc chắn chị em nội trợ nào xem video cũng sẽ quan tâm đến căn phòng bếp. Bởi vì sao ạ? Nó là phần giữ lửa của gia đình. Tủ bếp được thiết kế là gỗ xoan đào và hệ thống phụ kiện bếp lắp đặt kèm theo chất liệu inox 304 nha mọi người. Chậu rửa bát, vòi rửa. Mặt bếp được ốp đá granite và xung quanh bếp được ốp gạch 30-60, rất là dễ dàng lau dọn vệ sinh cho các chị em nội trợ. Cảm quan của Ngọc Ánh thì cái căn phòng bếp này nó cực kỳ đơn giản, rất là đẹp. Tuy nhiên thì chủ nhà mới về có thể lắp đặt một cái bộ bàn ăn nhỏ xinh ở đây, phù hợp với lại một hộ gia đình, phù hợp với vợ chồng trẻ. Với căn nhà này 500 triệu tiền mặt thôi mà đã có thể sở hữu rồi, mọi người có thể tin được không? Cái này thì Ngọc Ánh không hề nói sai nha mọi người. Bởi vì tất cả các chủ đầu tư của căn nhà này đều liên kết với lại các bên ngân hàng, để bên ngân hàng hỗ trợ khách hàng một cách tối ưu nhất, khách hàng có thể vay và mua được với lãi suất thấp nhất nha mọi người. Và Ngọc Ánh chia sẻ rồi, trong một số video trước thì Ngọc Ánh chia sẻ
các hình thức cho vay thì hình thức vay và mua nhà là hình thức được ưu đãi nhất, cái thời hạn vay dài nhất và lãi suất là gần như thấp nhất nha quý vị. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà, muốn biết thêm thông tin về ngân hàng, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhá. Tiếp theo phần phòng bếp ở đây. Ở đây là chủ đầu tư lắp đặt cho mình một cái cửa để mở ra lấy thoáng ở trong gian phòng bếp nha mọi người. Tổng quan mà nói thì cái căn nhà này 39m2, gần như xây dựng thiết kế 4 tầng là 160m, thì không thể chê được mọi người ạ. Giá 1.6 tỷ, nếu như quý anh chị nào đã từng xây nhà thì sẽ biết rằng cái giá vật liệu hiện tại cũng như là cái giá thép bây giờ mà xây dựng một căn nhà hoàn chỉnh theo cái ý của chủ nhà thì chắc chắn nó phải tầm trên dưới 1 tỷ mỗi tiền xây, không hề có tiền đất nha mọi người. Cho nên quý khách hàng thấy không, 1,6 tỷ căn nhà này 39m, gọi là 40m đi, mà xây và thiết kế 4 tầng, hoàn thiện sẵn đầy đủ những cái nội thất cơ bản như thế này, dọn đồ về và ở được ngay, thì Ngọc Ánh nghĩ đây là những cái căn nhà còn lại rất là hiếm nha mọi người. Hiếm của khu vực, bởi vì ở đây nó chỉ còn 2 căn giá thấp nhất như thế này thôi. Phần tầng 1 của ngôi nhà, chủ đầu tư có thiết kế thêm một cái phòng vệ sinh đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người, đảm bảo tính thẩm mỹ. Và tiếp theo đó chính là phần tay vịn cầu thang. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn là gỗ lim cao cấp và mặt bậc cổ bậc là được ốp đá xanh thưa quý vị. Nhưng Ngọc Ánh chia sẻ ngay từ đầu video thì căn nhà này 4 phòng ngủ này, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt. Vậy thì trên tầng 2, tầng 3 sẽ thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà nha. Và cả nhà mình ơi, trên tầng 2 thì thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh khám phá căn phòng ngủ đầu tiên. Căn phòng này nó rơi khoảng tầm 12m2 và toàn bộ đã được lát gạch kích thước 60 vân gỗ rồi mọi người nha. Đó, cửa đây, cửa hướng ra phía bên ngoài. Hướng là hướng đông nam cho nên ngôi nhà này rất là mát. Và chủ đầu tư thì phòng ngủ nào cũng thiết kế đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Các phòng ngủ đều được lắp đặt trần thạch cao, hệ thống đèn led âm trần, tiết kiệm điện nha. Đó, căn phòng ngủ rất là rộng. Cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp ạ. Ngăn cách giữa hai phòng ngủ và ở phía hành lang nó có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống sen cây tắm và ống chờ bình nóng lạnh nha mọi người. Đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Tiếp theo đó chính là căn phòng ngủ thứ hai thuộc tầng 2. Như mọi người nhìn thấy đây, ống chờ, dây chờ được lắp đặt đầy đủ, có cửa sổ hướng ra phía đằng sau. Căn nhà này mặt sau thì rất là mát rồi nha quý vị, bởi vì là đã có nhà ở phía đằng sau chắn rồi, cho nên quý vị không hề lo bị nóng ở phía mặt đằng sau, bởi vì mặt đằng sau là hướng Tây. Đó. Với công năng sử dụng, hiện tại tầng 2 đã được 2 phòng ngủ riêng biệt rồi. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên tiếp tục tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống hệt tầng 2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thì có nghĩa là lên tới tầng 3 của ngôi nhà là đã có 4 căn phòng ngủ riêng biệt rồi. Với căn nhà này, vợ chồng trẻ hoặc là gia đình ở 3 thế hệ vẫn là thoải mái nha mọi người. Bởi vì có những 4 phòng ngủ và cái công năng sử dụng theo từng tầng đều đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Đây, cửa thông phòng. Căn nhà đấy đã được hoàn thiện gần như là chỉnh chu rồi. Thực ra thì toàn bộ những cái phần hoàn thiện lên căn nhà này rất là đơn giản mọi người ạ. Mọi người nhìn trên video là mọi người đã có thể cảm nhận được rồi. Chủ đầu tư thì cũng cố gắng muốn làm sao mà cái giá bán ra thị trường nó gần như sát với lại giá mọi người muốn mua. Đó. Căn phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3 đây. Có nghĩa là ở đây là đã có 4 phòng ngủ rồi nha mọi người. 500 triệu tiền mặt, sở hữu ngay căn nhà 160m. Khẳng định với quý khách hàng luôn là gần như không có ở đâu cái giá bán này và với cái diện tích này luôn ạ. Sổ đỏ thì đã chính chủ đầy đủ sang tên ngay cho quý khách hàng nha. Phần còn lại của ngôi nhà đó là tầng 4.
thì mọi người theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không nha. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế gồm một phòng thờ, một khu vực để máy giặt và một khu vực sân phơi. Trên tầng 4 thì còn thiết kế một ô thoáng giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang nha mọi người. Đây chính là cái khu vực để máy giặt, để riêng máy giặt ở đây. Đó. Mọi người thấy không ạ? Cái ngôi nhà có thiết kế nó khác hẳn với ngôi nhà mà gần như có một số khách hàng chia sẻ là nhà anh ở phía dưới quê 200m xây dựng còn gần như không được như thế này. Thực ra là mọi người cứ nói thế thôi, bởi vì diện tích càng rộng thì cái sự thiết kế của mỗi người nó là khác nhau. Còn ở đây nhà xây bán cố gắng đáp ứng đầy đủ công năng cho quý khách hàng sử dụng nhất có thể. Đây chính là phòng thờ mọi người ơi, vô cùng rộng nha mọi người. Phòng thờ hướng ra phía bên ngoài có cửa sổ rất là thoáng. Đó. Tiếp theo mời quý khách hàng ra phần sân phơi của ngôi nhà, cũng là phần cuối cùng của ngôi nhà này. Và phần sân phơi của ngôi nhà này thì rất là rộng ạ. Đây. Được lát gạch đỏ trên lợp mái tôn. Đầy đủ hết rồi. Hoàng xin nhắc lại với quý khách hàng cái giá chào bán của căn nhà này: 1 tỷ 580 triệu đồng, sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn. Và Ngọc Ánh nhắc lại một lần nữa để quý anh chị nào mà có cái tầm thu nhập thấp này, vừa phải và có cái tài chính hợp lý tầm 500 triệu tiền mặt là đã có thể sở hữu ngay căn nhà 4 tầng này rồi nha mọi người. Chắc chắn luôn đấy ạ. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, và bên Ngọc Ánh hiện tại còn duy nhất một căn nhà giá 1 tỷ 350 triệu nữa. Vậy quý khách hàng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh để được tư vấn nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, ủng hộ cho kênh. Và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn lại.